Hơi khó khăn chỗ này chút xíu, tại vì lý do là cái camera nó cản trước mặt mình, rất khó khăn. Rồi, chúng ta hàn tiếp gì mấy chân còn lại. Khó không các bạn? Cái này không phải là khó mà cái đòi hỏi các bạn khéo tay của các bạn thôi, chứ chẳng gì đâu khó cả. Chút nữa mình hàn xong mình sẽ cho các bạn coi. Nếu như điện áp phân cực vôn bên quạt mà không bị lệch thì chúng ta giữ con này lại nữa, bên con quạt. Còn nếu mà chúng ta đo mà nó bị cũng bị lệch thì chúng ta lại thay tiếp con thứ hai. Mình hàn xong mình sẽ cho các bạn xem ha. Chúng ta được tổng cộng là ba hàng chân cộng một hàng chân nữa. Khó không các bạn? Rồi chúng ta xem coi mình đã hàn có chân nào mà bị ấy thì chúng ta sẽ sửa lại.
chà rửa một lần ha các bạn, chà rửa lại xem. Rồi chúng ta sẽ xem coi mình hàng được không. Đây chúng ta sẽ hàng. Ok chưa các bạn, dính không? Có chạm chập thì chúng ta sẽ nhả ra. Ok chưa? Chúng ta làm bằng thật sự tài năng của chúng ta, chứ chúng ta chẳng cần phải gì, phải khoe thiên hạ là chúng ta làm giỏi hay gì cả. Một số nơi thì đào tạo chuyên nghiệp, đào tạo chuyên nghiệp, khoe đào tạo chuyên nghiệp, nhưng mà đã có bao giờ làm những cái con này chưa, hàng những con này chưa? Trong khi các bạn sửa máy thì các bạn cần thực tế. Tôi cần thực tế chứ tôi không cần nói. Ok là chúng ta đã hàng xong cái con PC đó rồi. Giờ chúng ta sẽ cắm điện, chúng ta sẽ đo lại một lần nữa xem như thế nào các bạn nha. Ok rồi, mở nha các bạn. Rồi chúng ta nghe đóng cái cạch rồi đúng không? Như vậy khi mà các bạn mở máy lên mà các bạn nghe đóng rồi thì các bạn sẽ đo gì, những chữ G của GE xem nó có volt hay không. Nếu nó có volt thì các bạn lại hồn, các bạn đừng có gắn con IGBT vô giùm mình, nó sẽ nổ nữa. Cái này mình có dạy học trò mình rất kỹ, rất kỹ và vô cùng kỹ đó. Chứ không phải là muốn gắn thì vô thì gắn đâu, mình chỉ đo sơ để các bạn hiểu thôi, chứ còn bao nhiêu volt thì các bạn phải đi học. Ok các bạn cũng thông cảm mình cái vấn đề đó, mình chỉ có thấy một nửa cái màn hình thôi trong lúc mình kiểm tra thôi. Sorry các bạn nha, các bạn làm sao đo GE của nó gần như là 0V thì các bạn hãy gắn con IC công suất vô, còn gắn gì, gắn IGBT vô. Còn nếu nó có V thì dạ làm ơn đậm phước đừng gắn, gắn vô nó nổ. Rồi ok tốt. Rồi chúng ta tiếp tục gì, đo bên GE của phần quạt. Phần quạt nếu nó là con thì chúng ta phải gì, phải thay tiếp cái con thứ hai là con này. À, rất căng ha các bạn ha. Một khi mà phép nổ hoặc là IGBT nổ thì chúng ta làm rất căng. Đây là GS, một cái không vôn, một cái không vôn. Cái này ra 0.02 các bạn ha, rất nghi ngờ. Cái này ra 13V luôn, các bạn thấy chưa, thấy chưa? Các bạn gắn vô đây 13V luôn, đây 14V luôn. Các bạn gắn vô là phép vô là các bạn lập tức gì, tử nạn ngay lập tức. À, thấy chưa, thấy chưa các bạn, thấy chưa, thấy chưa, các bạn thấy không, rất nguy hiểm đúng không? Như vậy là chúng ta phải gì, thay luôn con thứ hai. Cái này quá căng thẳng rồi, quay cái clip này các bạn xem mỏi mòn luôn. Chúng ta tiếp tục gì, xả tụ điện hai con thứ hai. Rồi tiếp tục con thứ hai. Chà, mệt mỏi thiệt chứ, làm cái clip cho các bạn coi cực vậy đó, rất cực. Mà comment thì tầm bé tầm bay tầm bạ, dislike 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 ông nội ngoại tụi nó. Mình xem mà các bạn, mình thấy mình sửa cái mạch cho các bạn xem để các bạn tập làm, mà tụi nó chuyên môn nói là mình ảo. Ảo gì trời, sửa nãy giờ sửa chết bà luôn mà ảo gì. Đó có tên tuổi
số điện thoại mà cái người mình sửa bo đó, các bạn có thể liên hệ với họ đi, xem coi mình có làm hay là ảo, cứ comment tùm bay tùm bạ, làm tay sai cho mấy cái ông nội thầy giáo lên nói xấu mình. Chi các bạn được cái gì? Các bạn được cái lợi của các bạn mà ảnh hưởng cả một gì, một cái gì ngành điện lạnh, bạn đáng không? Rồi về chúng ta lấy nó lên. Rồi vậy là xong. Con thứ hai có những cái chân mà nó không có ăn với cái mạch thì nó chốc lên kệ, không quan tâm. Rồi chúng ta sẽ gắn con thứ hai vào. Chúng ta gắn vô. Khó khăn chút xíu ha, ráng chịu chút xíu chứ giờ sao giờ, sửa mặt tới tiền mà. Canh cho nó ngay các bạn, chủ yếu là các bạn canh sao cho nó ngay giữa hàng xuống thôi, chứ khó thì không khó đâu, các bạn cứ tập làm dần dần đi, làm dần dần các bạn sẽ quen với nó thôi. Mà thấy không, mình cũng làm từ từ chứ mình đâu có làm rẻ đâu, các bạn cứ làm từ từ thôi. Cố gắng là các bạn làm nó tách ra nó chân cẳng, thì con này lớn chẳng xi nhê gì hết á, nên các bạn làm thì các bạn cố gắng tách chân cho đừng chạm chạp, thế là ok lắm rồi, đâu có gì đâu khó đâu. Cái mỏ hàng của mình là cái mỏ hàng công, thấy không, nó lấy chì ra rất là dễ. Còn các bạn hoàn lấy cái mỏ hàng thẳng, các bạn hàng những cái con này các bạn không thể nào lấy chì ra được, cho nên là các những cái thợ điện tử mà chuyên nghiệp họ xài mỏ hàng cong là chính chứ không có mỏ hàng thẳng. Và chính là lý do như vậy, tại vì họ hàng vô họ cần lấy chì ra. Còn có nói các bạn á, là các bạn khi mà các bạn xài cái mỏ hàng á, dạ làm ơn làm phước cái đồng mỏ hàng này các bạn đừng lấy với nhám bạn trà,
Tại khi mà cái mỏ hàng người ta bán ra là cái đầu người ta sẽ mạ một cái lớp là cái lớp ăn chì. Các bạn chơi các bạn mài đi thì chẳng khác nào các bạn tự hại cái mỏ hàng các bạn thôi, làm cái gì. Nhiều khi á, giới thiệu bạn nhiều khi hướng dẫn tầm bậy tầm bạ cái đầu mỏ hàng đi 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 lấy cái đồ mài mài cho sạch cái lớp cho đó đi, vệ sinh cái kiểu lấy vệ sinh thì chúng ta lấy nhựa thông chúng ta vệ sinh chứ không có có dùng bất cứ một cái gì mà đi mài cái đầu mỏ hàng hết. Cái, có nhiều cái đầu mỏ hàng Nhật á, các bạn mua nó còn mắc hơn cái mỏ hàng, cái đầu mỏ hàng á chứ đâu phải là rẻ đâu. Đi mài cái lớp này là người ta mài là người ta mạ một cái lớp gọi là lớp ăn chì đó, cho nên là không có được mài. Rồi chúng ta chà rửa là sạch sẽ một lần nữa là chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ coi có chừng nào chạm chặt gì không. Rồi các bạn xem thử thôi có chạm không nha, mình sẽ lấy cho các bạn xem. Đây các bạn xem coi có chạm chạp gì không. Được chưa, các bạn thấy có chỗ nào không ưng ý thì các bạn có thể nói mình sẽ hàn lại. Được chưa các bạn. Nghe chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắm điện, chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ thử. Mình đã hướng dẫn các bạn rất tận tình, các bạn cố gắng theo dõi nha. Rồi chúng ta sẽ mở điện. Đây chúng ta sẽ đo von đã, von trở lại, đo von trở lại. Mới nãy là chúng ta được 13 von đúng không? Bây giờ khi mà chúng ta thay xong chúng ta đo nè, bạn thấy chưa, thấy rõ ràng chưa? Như vậy thì cái von mà nó là không von như vậy thì chúng ta mới có quyền gắn cái con IGBT vô, con FET vô. Chứ nếu không mà để 13V như mới nãy thì các bạn gắn vô nó cái đùng. Cái đó là không quan ổn nha các bạn nha. Các bạn không hiểu mà các bạn sửa là các không quan ổn. Vậy gắn vô nổ là chính xác, bắt buộc phải nổ. Tại vì các bạn muốn nó nổ. Được chưa các bạn. Tới đây các bạn đành chưa. Vậy chúng ta sẽ xả trụ điện và chúng ta sẽ gắn những con linh kiện vô. Bây giờ chúng ta sẽ đo lần cuối cùng. Lần cuối cùng của cái bo này trước khi chúng ta gắn linh kiện nha. Chờ mình chút xíu để mình kiểm tra lần cuối cùng. Rồi xong, chúng ta tự tin gắn gì những con khác vô.
chúng ta xả điện nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ gắn những con quạt vô trước. Đây những con hư nó còn nằm ở đây nha, để các bạn nó mình ảo á. Đó những con hư nè, đây những con hư, cái này là con nguyên, con hư bên đây đây, đây là những con hư đó, để các bạn kêu mình ảo. Các bạn có nhu cầu mà ship những cái con linh kiện này thì các bạn có thể alo mình sẽ ship cho mấy bạn. Ở đây mình có bán những cái con này.